Không chỉ có các tỉnh miền Tây Nam Bộ mà trong những ngày qua, hàng nghìn người dân miền Trung, miền Bắc cũng đã lên đường về quê bằng xe máy. Chiều và tối ngày 4 tháng 10 đã có khoảng 1.000 công nhân đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai về đến và đi qua địa phận tỉnh Nghệ An. Dưới thời tiết nắng nóng, từng đoàn xe chia thành nhóm, mỗi nhóm hàng trăm xe máy nối đuôi nhau hướng theo hướng Nghệ An, Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc. Khi những người này qua đến các địa phận Quảng Bình, Hà Tĩnh đã được lực lượng chức năng và cảnh sát giao thông phân luồng, dẹp đường, hỗ trợ nước uống đồ ăn. Những người về quê Hà Tĩnh được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Những công dân về Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sẽ được hướng dẫn khai báo y tế và cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Tĩnh dẫn đường về quê qua địa phận Hà Tĩnh. Tỉnh Nghệ An cũng đã bố trí lực lượng công an, y tế, thanh tra giao thông, cán bộ chính quyền địa phương, thanh niên ra đầu cầu Bến Thủy 1, Bến Thủy 2 đón các đoàn về đến địa phận tỉnh. Cảnh sát giao thông và công an đứng đường hướng dẫn các đoàn xe chạy vào các tuyến đường ven núi quyết để kiểm soát tránh ùn tắc trên quốc lộ 1A và các đường tránh thuộc thành phố Vinh. Những công dân về quê nhà Nghệ An được khai báo y tế và đưa đi cách ly tập trung, xét nghiệm COVID-19. Những công dân về các tỉnh khác sau khi được hỗ trợ nước uống, thức ăn, được cảnh sát giao thông Nghệ An dùng xe dẫn đường, đưa qua địa phận các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Hai tỉnh này cũng bố trí xe khách đón đầu tỉnh để vận chuyển những người dân đi bộ về bản địa. Sau hơn một ngày di chuyển, rạng sáng nay mùng 5 tháng 10, đoàn tàu chở hơn 600 công dân tỉnh Ninh Bình đang sinh sống làm việc học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và hai tỉnh Bình Dương, Đồng Nai cũng đã về tới ga Ninh Bình. Đây là 600 người có hộ khẩu thường trú tại Ninh Bình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong thời gian sinh sống ở một số địa phương phía Nam. Người được đón về quê là những trường hợp phụ nữ mang thai, người có công, người già, người tàn tật, trẻ em dưới 1 tuổi cùng người thân. Trong suốt thời gian qua, các tỉnh miền Trung và miền Bắc cũng đã hỗ trợ, nỗ lực bố trí nhiều hình thức giúp dân về quê như máy bay, tàu hỏa và bố trí hàng loạt các khu cách ly, hỗ trợ nhu cầu an sinh cấp thiết để người dân không rơi vào hoàn cảnh bế tắc.